Rồi, hello, em chào toàn thể quý anh em gần xa nha. Mới lên tới anh em ơi, mới dọn dẹp mệt chết luôn. Dọn dẹp đồ đạc đồ lại đặng ngày mai giao đồ cho anh em. Mai sáng thứ hai giao đồ cho anh em. Tối nay bày ra một số món phụ tùng, rồi tối em lên một con xe với anh em nữa. Nói chung cũng bơi lắm, chạy lên đây bữa nay công nhận chạy dữ thiệt. Từ Chi Tôn em lên tới đây 100 hình như 130 mấy cây á, 100 đúng rồi, từ đây tới Long Xuyên 60. Từ Long Xuyên tới dưới em 76 cây, 136 cây. 136 cây bơm trong vòng 2 tiếng 40 phút nha anh em. Chạy con quay chiến mã của em đó, quay đỏ của em đó, đúng phơi luôn. Nói chung quay 110, nếu anh máy gáp chứ anh em gáp đúng tịch nó thiệt, nhưng em chạy cũng phê lắm chứ không có phải tệ đâu nghe anh em. Đúng chất đồ quay 110 mà đúng đồ dữ anh em gáp đi. Chạy cũng tịch lắm chứ không phải dở đâu nghe. Nói chung cục máy 110 anh em biết rồi, chạy càng nóng nó càng phê. Rồi, bây giờ em lên với anh em một số món phụ tùng, anh em ưng bụng giữa ý món nào thì alo trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0865 890158. Số em có Zalo, có Facebook, anh em cứ chat thoải mái. Còn em cũng nói luôn, phương thức thanh toán bên em mà anh em đừng có buồn em. Thì có một số anh em quen kêu em ship COD, em không có ship, anh em đừng buồn em nói thiệt. Tại vì bây giờ em đã ngưng hợp đồng với bên Viettel rồi, cho nên họ không có chuyển khoản cho em nữa. Bây giờ là nếu mà em ship COD cho anh em, cái thứ nhất em phải ra quân cục em nhận tiền. Cái thứ hai nữa, bây giờ em nói thiệt với anh em á, không lẽ giờ nhà cửa em ở đây đó, mua bán phụ tùng em ở đây, cửa em có bản hiệu đàng hoàng đó, không lẽ bây giờ á anh em nghĩ em lừa đảo anh em mấy trăm ngàn để làm được cái gì? Em nói thiệt anh em á, đây nè, sắp tới thứ hai ngày mai hoặc là ngày mốt em nhận nè, 4 con xe là bức bà nó gần 300 dít rồi đó, bức gần 300 dít rồi đó, 4 con là gần 300 dít đó anh em đó, anh em tính đi, không lẽ nào cái mấy trăm ngàn đó em sống của anh em được cả đời? Không phải là em nói anh em nghĩ em lừa đảo nha, cũng có một số anh em đúng cái tình trạng của người ta không có xài thẻ thiệt. Nhưng mà anh em mình, em đã thống nhất rồi, anh em cố gắng mình theo cái khuôn khổ vậy cho nó dễ làm việc với nhau. Chứ không phải là em làm khó làm dễ gì anh em. Rồi cũng có một số tình trạng anh em là mua hàng là không có trách nhiệm, rồi cứ không nhận hàng hoài nó cũng phiền em nữa. Thôi thì bây giờ em thống nhất gì anh em mua hàng là chuyển khoản đủ rồi em giao hàng. Đó em cũng nói rõ luôn. Chứ không phải mà em làm khó làm dễ gì anh em. Đó. Thứ nhất, em có thể bao ship cho anh em đối với những đơn hàng trên 1 triệu. Em bao ship cho anh em, em hỗ trợ bao ship cho anh em. Anh em chuyển khoản đủ em bao ship cho anh em, còn đơn hàng dưới 1 triệu thì phí anh em tự lo. Cái thứ hai nữa, khi anh em chuyển khoản đủ, không thu hộ tiền hàng á, thì cái cước vận chuyển nó sẽ rẻ. Cước Viettel lúc này rất là phê nha anh em. Nó rất là phê đó. Đó. Thì mình mong anh em hiểu. Đó. Em biết ơn anh em rất là nhiều, luôn quan tâm ủng hộ cho em. Và em hứa hẹn với anh em trong tương lai em cố gắng nè, em làm tốt hơn nữa để mà được. Không phải là em hài lòng hết anh em được đâu. Nói chung mình sống phải có người thương, người ta không thích, chứ không phải mà ai cũng thương hết. Nhưng mà em sẽ cố gắng làm sao là có được những sản phẩm ok. Giá cả thì bây giờ hàng đẹp giá đẹp, hàng trung bình, hàng xấu giá xấu. Chứ còn chuyện mà hàng đẹp giá rẻ là em kiếm không có. Đó, ok anh em ha. Em xin đi vào chi tiết. Đầu tiên em có một cục mobin full 1, nhưng mà người ta đã cắt dây để người ta gắn lên quay 110 thái anh em. Đó, cục mobin này đúng đời 201, mobin full chờ 1, người ta cắt dây để người ta gắn lên quay 110 thái á. Mobin này đời 201, là tháng 8 năm 201 anh em. Tình trạng á là nó không có bị nứt bể, mực vàng gì còn đây nè. Không có bị nứt bể. Cái này anh em bẻ ngay lại nha, chứ nó không có bị gì đâu nha. Với lại cái này rửa ra là vàng đó. Tại em nhìn em biết, thun cao áp không tét, dây dắt thì chỉnh tề đó. Cục mobin này em bán cho anh em giá là 200.000 đó, 200.000. Anh em có thể gắn cho quay 110 thái nha, tại họ đã cắt dây ngắn sẵn rồi để gắn quay 110, nhưng mà đúng là cái bát này của full 1 nha anh em đó. Xài bình thường nha, đang sống đang xài nhăn răng, ok, 200.000. Tiếp theo nữa, ở đây em có một cái cùi dĩa quay thái 110. Hôm bữa trước khi đi cũng có rửa sạch sẽ được một cái để bán cho anh em. Nói chung thì rửa cái này thì nó cũng cực, nhưng mà rửa thì cũng mình kiếm thêm được, cũng bán cho anh em cũng lãi thêm được 50-70 ngàn, cũng trang trải đó. Thì cái cùi dĩa này là cùi dĩa quay 110 thái đời 2000. Ở đây nó có cái mã nè anh em, KF LF nè anh em thấy không,
đó. Cùi dĩa này á, 5 con tán là 5 con tán theo xe. Con tán theo xe lúc mà nó cũng có chữ ếch hết trơn á. Ừ. Ba, ba đang quay clip rồi con. Ba vẫn quay clip. Ừ, con bệnh rồi đó. Đi vô đi. Rồi ba thương ha. Đó, em vệ sinh trắng bóc sạch sẽ hết trơn à. Thì anh em về chỉ việc lắp thôi chứ không có làm gì thêm. Cái cùi dĩa này nó đúng đời 2000 này nè. 00 nè, ở trên nó có chữ F dưới 00 nè. Em vệ sinh sạch sẽ cho anh em sẵn hết trơn. Anh em về chỉ việc lắp thôi chứ không làm gì trơn, nhẹ hửng nè, thấy không? Ừ. Vệ sinh cho anh em là bao nhẹ đó. Thì em bán cùi dĩa ở đây thì nó có đầy đủ cục canh trên dưới, nó như vậy nè, cục canh trên cục canh dưới đầy đủ cho anh em như vậy nè. Là cùi dĩa này em bán anh em 350 ngàn. Thường thường em bán cái cùi dĩa mà nó khâu chưa vệ sinh nó thì 300, vệ sinh xong thì em kiếm được thêm 50 ngàn vậy thôi. Anh em về khỏi làm đó, giờ anh em bỏ ra 50 ngàn đi, em phục vụ cho anh em vậy thôi. Cục canh zin nha anh em, canh zin hết nha, trên dưới anh em bỏ vô rất là nhẹ, canh zin theo xe hết anh em ơi. Đó, anh em bỏ vô nó nhẹ hửng, lọt tót như nè đó, về gắn là xài nha. Rồi nha anh em, tiếp theo nữa là ở đây em có được một cái bộ cam quay 110 thái, hàng tháo xe đẹp nha. Thì bộ cam này bữa hổm em có quay hết lần rồi, ông anh chốt mà không thấy anh chuyển khoản, cho nên là bữa nay em cũng xin qua em bán lại. Thì bộ cam này cam sau nè, cam tất cả là cam theo xe. Cam này bữa hổm em chưa có rửa nha anh em. Cái này anh em về anh em đừng có gấp rửa, anh em rửa từ từ á, nó còn mới ác. Chân cam nè, chân cam vàng đẹp luôn nha anh em, xanh lè xanh lét còn đẹp đó. Tất cả là mình bao zin cho anh em, zin theo xe hết đó. Cam còn đẹp nha. Nói chung cam sau này cái chân nó còn vàng còn đẹp đó. Bộ cam này em bán 1,5 triệu thắng đĩa nha anh em. Thắng đĩa là cái thân cam trước á với thân cam sau là nó bằng nhau, nó bằng nhau về cái kích thước đó nha anh em, chứ còn chiều dài thì thắng cam trước nó dài cam sau. Còn cái bộ cái chân cam này đó, trước sau thì nó xài chung đó. Xanh lè nha anh em, không có xét một cây nha. Bộ này em bán giá 1,5 triệu nha anh em, đúng quay 110 thái thắng đĩa đó. Anh em lên xe là bao whip vô xe mộc đó. Ngồi chơi xíu ra, em đang quay clip à. Tiếp theo nữa là em lên với anh em con heo quay 110 đời 201. Con heo này tình trạng là sân si zin không qua dặm tốt, nó có bị chạy đen miếng nè. Gờ tay thì nó có giận nhẹ nha anh em, nó giờ tay nó có giận nhẹ. Con heo này chắc anh em lấy phôi và anh em sơn rồi, tại vì nó có bị chạy đen miếng anh em. Tổng thể sơn còn liền nhưng mà nó có trầy. Đúng 201 nha anh em. Heo theo xe 201. Khu 1 nằm trên này nha. 110 nằm dưới này. 201. Con heo luôn cái bát gì nè, em bán anh em 1 triệu. Rồi, tiếp theo nữa là một cái bô e quay 110 thái. Đời 201 2000 gì á, 2000. 44. 44 201 anh em ơi. 201 44 201 KFLF3. Cái này anh em về gắn luôn nha. Này bán 400 nha anh em. 400. Anh em về gắn luôn, khỏi làm gì, không ít bị chạy lắm nha. Ok. Tiếp theo nữa em có một củ đề quay 110 thái đời. Củ này đời 99 anh em. Củ đời 99. Đúng 99 nè. 9XGN. 9XGN. Củ này thì mình mẩy sáng đẹp, cái tem này không biết làm sao, tem này đúng tem zin nè mà không biết làm sao nó bị nhăn nè. Bữa em rửa em kỳ hơi mạnh. Tem zin còn đẹp lắm nha anh em, chữ nghĩa rõ ràng nha. Mình mẩy sáng đẹp. Củ này bán cho anh em giá 1 triệu nha. Củ này mình báo cáo với anh em là có thay thang vô mở sẵn rồi, anh em về gấp là xài nhẹ hửng nha. Bữa em vô mở sẵn rồi, thay thang sẵn rồi, về gấp là xài đó. Bao không kêu đích nha anh em, 1 triệu. Đúng 99. Tiếp theo một cái bình xăng con quay 110 thái đời 99. Bình này em bán cho anh em bình này em bán cho anh em giá 900 ngàn thôi. Bình này trái ga nó có lém nhẹ nha anh em, nhưng mà xài bình thường nha. Đúng 99 nè, 7 CAA nè,
NB23. Nước dơm bên ngoài xanh. Bên này tình trạng là có vệ sinh sạch sẽ hết trơn rồi nha anh em. Lên xe chỉ việc lắp mà xài thôi. Vệ sinh sẵn hết trơn rồi. Bình này đời 99. Ốc đít còn đẹp. Bình này bán 900 ngàn nha anh em. Bình này cũng bán giá rẻ là nguyên nhân cái chai ga nó có lém nhẹ nha anh em. Nhưng mà bao anh em xài nha. Lò xo zin không có cắt nha. Nè đây có phớt miếng trắng miếng nè anh em. Đúng không? Đây miếng nè. Xài bình thường nha anh em. Có phớt phớt chứ xài bình thường không có gì. 900. Đó, rồi. Tiếp theo nữa là một cái cặp phục đĩa. Phục đĩa này sơn zin không qua giảm tốt. Thì phục này phục 2000, nó được cái là được cặp ti nó đẹp nè. Cặp ti này thì trên xe nói chung phục theo xe nó ít khi nào mà nó không có bị dấu hết trơn anh em. Nhúng thì nó có dấu nhưng mà nói xì nó không xì nghe anh em. Mình bao anh em là không xì. Nhúng thì nó có dấu lên vậy nè, nhưng mà mình gờ tay vô thì nó không có bị ướt tay nha. Đó, xì là không xì, cam kết 100% không xì. Đang nhúng ngon xài bình thường. Cặp ti này thì nó không có bị rỗ. Cặp này bán anh em 2,5 triệu. Không có rỗ ti nha. Nhúng nó có dấu nhưng mà nó không có xì nha. Mình bao anh em là không xì. Đó. Đó. Ti không bị rỗ nha, sơn zin mặt tiền liền. Cặp này 2,5 triệu nha. Đây. Mặt tiền nó liền băng vậy nè. Đó. Mặt tiền nó liền băng luôn. Nói chung anh em vô xe mọc được, không có dính ổ khóa anh em. 110 tháng đĩa bây giờ không dính ổ khóa nó hiếm rồi. Đó, không dính ổ khóa, sơn zin liền băng. 2,5 triệu đúng 110 KET đàng hoàng. Đó, đời 2000 đàng hoàng, không không. Trùng mã luôn, HM2 trùng mã luôn, một cặp luôn. Đúng đời 2000 nha. Đó. Là em bán anh em 2,5 triệu. Cặp này thì cái sống lưng của nó có bị măng măng nè. Nè. Sống lưng có măng măng nhưng mà anh em lên xe rất là liền nha. Đây. Đó. 2,5 triệu. Rồi, ở đây em có một cục IC kim lùng 99. Cục này bán 1 triệu anh em. IC kim lùng 99 bán 1 triệu. KFG CI714T1.8 011. Cục này là chấu dắt đồ là trắng phiếu luôn nha anh em. Chấu dắt là trắng phiếu luôn, không lỗi lầm nha. Móc gài là không gãy, chân không dở, không hề có hiện tượng mà bị mổ xẻ gì nha. IC nguyên zin, mình mẩy sáng đẹp. Cục này bán 1 triệu. Bao sống bao xài nha. Cái em bao cho anh em được là em bao sống bao xài. Còn anh em, anh nói trước đồ điện tử là em không bao về mặt anh em. Thí dụ anh em xài mình bảo hành cho anh em 3 tháng đó, nói thẳng như đi. Còn qua 3 tháng thí dụ anh em, thí dụ IC nó có trục chặt, mình không bảo đảm được. Tại vì cái đồ điện tử không có ai dám nói trước điều gì hết trơn á. Đó. Rồi. Có thun đàng hoàng. Rồi. Cục này bán giá 1 triệu. Đầu lòng quay 110 thái. Cái đầu lòng này, đầu lòng này thấy nó khác nè. Cái đầu lòng này á, em bán cho anh em giá 6,5 triệu. Bao anh em lên xe, thứ nhất bao không khói, bao im. Đầu mày bao anh em không kêu chân kích nha. Đây. 108 cm khói KFL 2. Đầu này nhôm màu mè gì là nhìn rất là đạt nha anh em. Đầu TH3 nha. Đầu TH3, nói chung lâu lâu được cái đầu TH. Mình báo cáo cho anh em nha. Cái đầu lòng này cái đát nó đát 2,1 nha. Thì anh em lưu ý, mình cũng nói luôn. Một số anh em quan niệm đầu TH là nó 99 nhưng mà chưa chắc nha anh em, tại vì 99 nó ý 2,1 nó vẫn có TH nha anh em. 2,1 vẫn có lòng chữ nhỏ luôn nha anh em. Đó. Có anh sao nói vậy? Cái co xăng này 2,1 nè anh em. Đó. Co xăng 2,1 nha. Đầu TH3, đầu lòng nên bán 6,5 triệu, bao im. Gon chân động còn nguyên dạng, không gách miếng luôn nha anh em. À đây đây. Có phớt đang miếng nè. Thấy không? Có sao em nói vậy? 6,5 triệu. Theo xe nha. Nói chung đầu lòng này bê tông nó khác nè. Rồi, văng cái nắp bốn lỗ qua luôn rồi nè. Mới thấy văng luôn rồi nè. Văng gỡ ra luôn. Gách gòn quá.
Rồi đi nhớt đẹp luôn, 201 nè anh em thấy không? Nào em nói rõ ràng. Đó nó mới rớt ra, tự rớt ra luôn nè anh em thấy không? Bông mai 201 nè. Nhôm đẹp. Đây, anh em nhìn tự đánh giá. Đó, nó mới tự rớt ra luôn anh em thấy không? Cam cò này là em bao khét cho anh em đàng hoàng. Đó. Bao lên xe im máy. Cùi xong cổ bô đồ là đẹp, gáo hết không lỗi làm. Đặc biệt cái bê tông nó khác nha anh em. Đây, bê tông dữ nha. Bộ này là em bao anh em luôn, tại bê tông hiện tại nó đang rất là bót. KFL AGT. Tông dữ nha. Đó, mặt dưới cho anh em coi mặt dưới nè. Ây da. Bộ đồ lòng này bê tông là nó khét lắm, với cái lòng nó còn đẹp cực kỳ. Đây, anh em thấy không? Kinh khủng không? Đó, em bán anh em 6 triệu rưỡi, anh em chơi liên hệ em. Rồi, em thục cho anh em coi cái lòng. Nó rất là bót nha anh em, nó rất là bót. Lòng còn rất là đẹp. Thấy không? Cực kỳ đẹp. Không có miếng quằn là gì anh em. Đó, không có miếng bị đốm, bị quằn là gì luôn, hai bên luôn. Mình bán 6 triệu rưỡi, anh em chơi liên hệ mình. Rồi, thôi mình chào anh em nha, video kết thúc anh em ơi.